Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì giờ này 5 giờ chiều quý cô chú anh chị và các bạn. Em có mặt tại nhà chị Hồng Loan, đường Đoàn Thị Điểm. Chị Hồng Loan sau khi thẩm định căn nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm xong thì chị Hồng Loan lập tức ra phim trường của anh Hai Vũ Lân để tham gia một cái MV. Em tiếp tục chia sẻ cũng như là cập nhật tình hình cho quý cô chú anh chị và các bạn được biết thông tin ha. Thì cũng như bao lần trước thôi, tất cả các thông tin ở trên các nền tảng xã hội thì cô chú anh chị và các bạn có thể là không cập nhật được hết. Thì em cập nhật được cái nào thì em chia sẻ liền cái đó cho quý cô chú anh chị và các bạn có thể biết được ha. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 12, là ngày phải nói là một ngày ê chê đối với lại cô Sáu Ve cũng như là bánh khọt, bánh xèo ha cả nhà ha. Là một ngày ê chê, bao nhiêu là việc, bao nhiêu là mọi người kêu sao kê. Nhưng mà vẫn không, họ vẫn có những thái độ và hành động thật sự phải nói là đáng chê trách ha quý cô chú anh chị và các bạn. Em muốn chia sẻ cho cả nhà về cái vấn đề mà đóng án phí của căn nhà này như thế nào và cái luật nó như thế nào. Thì có một bài viết như thế này của chị Lộc Vườn Cây. Chị nói như thế này nè cả nhà: đất nhà cửa đang tranh chấp mà đã có được cấp sổ đỏ thì không được bán, không cho, không được thế chấp quyền sử dụng đất, vay ngân hàng chẳng hạn, không sửa chữa lớn. Đó là trong những trường hợp tòa gửi công văn cho văn phòng đăng ký đất đai để phong tỏa. Nhưng để có lệnh đình chỉ ấy, bên nguyên đơn phải đóng phí 10% giá trị bất động sản tranh chấp khoảng 5 tỷ đồng. Rồi mở ngoặc ra cô chú anh chị, chắc là cô Sáu sẽ không đóng được vì chắc không có tiền tới cả này đâu ha cô chú anh chị. Nhưng mà không biết tiền phúng điếu thì sao, có đủ để đóng hay không đó. Còn thứ hai, vậy còn các quyền khác theo quy định tại luật đất đai năm 2013, người sử dụng đất có tổng hợp các quyền sau đây: hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất được nhà nước bảo hộ khi người dân xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp về đất đai của mình. Vậy tức là pháp luật không có quy định về cấm người sử dụng đất ở trên đất đang tranh chấp đó. Do đó, trong trường hợp bất động sản đang có tranh chấp và chưa có phán quyết cuối cùng từ tòa án, nếu bạn có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu với bất động sản này, bạn sẽ có quyền tiếp tục sử dụng, hoạt động và khai thác bất động sản đó cho đến khi tòa án ra phán quyết và phán quyết có hiệu lực. Đây chính là trường hợp của Loan. Vậy một lần nữa hãy cảm ơn Phương Má Tư đã động viên Loan làm giấy tờ theo pháp luật. Thứ ba, đó là lực nói thế. Còn tình hình thực tế, còn lúc chưa, do Vừng đang sốt, Vừng có hỏi thăm bên nhà, mọi việc bình thường, không có gì thay đổi cả. Và Vừng đã truyền đạt nguyên si về những điều mà có một người tên là Sammy và bạn admin HB nói. Vốn tiêu chuẩn đạo đức đã khác nhau nên không cần bàn tới việc bạn ấy nói về Vừng cái gì. Nói về Vừng ác bút máu thì chẳng đông đảo bà con đang nắm tay Loan và ủng hộ cho con chú Vũ Linh là ác hết à. Cứ theo pháp luật Việt Nam và đạo đức ông bà để lại, chúng ta sống không thẹn với lòng. Còn về làm rõ thông tin, Vừng nói ở 123 rồi đó, là có nghĩa là nói ở cái phần thứ nhất, thứ hai và thứ ba, không phải vì bạn này mà vì mọi người đang thấp thỏm lo âu. Thứ năm, về thông tin người con cháu họ Võ có ở nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm nữa không thì cứ bình tĩnh. Chứ thực tế trả lời mà rõ mà mọi người cãi lúc đó thì mệt, bên kia cứ như lên đồng, sao không thực tế trả lời. Đó cô chú anh chị và các bạn, đó là cái dòng trạng thái cũng như là cái status của chị Lộc Vườn Cây. Phải nói là rất hay, em thích nhất là cái dòng Nhưng để có lệnh đình chỉ, bên nguyên đơn phải đóng phí 10% giá trị bất động sản đang tranh chấp ha. Khoảng 5 tỷ mà chắc gì cô Sáu, mà chắc cô Sáu không đóng đâu, đúng không cô chú anh chị? Đây, khoảng 5 tỷ ha cả nhà. Thì đó là những thông tin mà em muốn chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị và các bạn. Bên kia nói gì thì nói, kệ nó, mình cứ trả lời thì nó sẽ càng nói. Thì có những bình luận như là
mình càng nói thì nó càng càng nói thêm, mình nói một thì bắt đầu nó lại nói hai, nó phản biện ha. Nói chung là phe nhóm kền kền á, toàn là thánh phán, thách phán đại, phán càng, phán chúng thì chúng mà không chúng thì cũng chặt thôi à. Chúng ta nên tin tưởng tuyệt đối vào pháp luật và những quy định trong cái bộ luật quy định thôi. Nên mọi người cứ yên tâm ha. Rồi thì cả nhà mình cứ chờ thôi nha cả nhà. Coi như là mọi việc đã xong xuôi rồi, xong xuôi tất cả rồi cả nhà. Rồi thì cả nhà mình cứ chờ đợi và mình cứ thoải mái ung dung từ từ thôi cả nhà ha. Không có gì thay đổi cả nhà, tất cả đều mọi thứ là không có gì thay đổi sau buổi thẩm định thôi, toàn quyền là của chị Hồng Loan thôi, trừ cái quyền là sửa chữa nhà thôi nha cả nhà, tại vì nhà đang tranh chấp thì không có sửa chữa ha. Còn quá trình định giá và có thể là bước hòa giải rồi bước công khai, nó nói chung là có từ A tới B, nó bình thường ha cả nhà, mọi việc nó cứ diễn ra theo trình tự thôi. Vậy là 2 tháng tới thôi, bây giờ là tháng 12 rồi, còn tháng 1, tháng 2 nữa là 2 tháng nữa là tới Tết ha cả nhà. Thì chúng ta vẫn ung dung thôi, hiền hòa và từ từ thôi, đi chụp hình Tết và cũng như là mua mai, chuẩn bị mua mai Tết rồi chuẩn bị đón Tết thôi cô chú anh chị, ăn một cái Tết vui vẻ thôi. Còn vấn đề khác thì cứ để cho pháp luật lo, mọi việc coi như là đã xong xuôi và không có gì phải gọi là lo sợ hết đó. Và buổi thẩm định là diễn ra thành công tốt đẹp, và cũng do là cái công lao lớn của anh chị luật sư Tuyết Ngọc, luật sư Trọng Ăn, cũng như là một cái công lao không nhỏ nữa là của chị Ni hộ pháp, một người hộ pháp, một người luôn luôn bên chị Hồng Loan. Trước khi ra về thì chị Ni cũng có lên tiếng trong nay mai thôi à, trong nay mai thôi thì những món đồ của cô Sáu sẽ được chuyển đi. Thì cô chú anh chị mình đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ cho kênh Tài 66 Vlog. Tới lúc đó thì em sẽ trực tiếp cập nhật liên tục cho cô chú anh chị và các bạn những thông tin mới nhất ha cả nhà, những thông tin mới nhất khi cô Sáu mà dọn đồ đi thì cả nhà mình sẽ thấy ha cả nhà. Chắc chắn là ngày đó chắc có lẽ là vui lắm đúng không cô chú anh chị. Những người ủng hộ chị Hồng Loan chắc chắn là sẽ được mong muốn thấy được cái ngày đó, những cái món đồ ở trên đó có gì trong đó, có những cái bằng khen, có những cái huy chương, hay là có những cái phong bì, hay là có những cái gì đó mà nó đầy bí ẩn ở trong đó. Cũng như là trong cái tủ lạnh thì có nhiều cô chú anh chị vẫn đang nhắc nhở rằng trong tủ lạnh nhiều khi nó có những cái bí ẩn ở trong đó cần phải kiểm tra trước khi được di dời đi, cũng như là trên cái đống rác, đống đồ ở trên cho con gấu ha cả nhà ha. Cũng giống như cả nhà cũng thấy ha, là cái bàn thờ khi mà má Tư thay đổi cái bàn thờ mới thì đã phát hiện ở dưới đó có một tờ giấy ghi bằng bút mực đỏ ngoằn ngoèo, thì chắc chắn đó là những cái lá bùa ha. À, cả nhà thì mỗi sáng thì nghệ sĩ Lê Tính cũng có chia sẻ trước khi cô Sáu đưa vào thì nên bước qua cái máy quét gì, người ta thường có nói là cái máy quét mã vạch, mã code, mã QR. Ở đây thì khi mà cô Sáu bước vào thì cần phải bước qua cái máy quét bùa để bùa rơi lã chả, rồi lựa chọn rồi lại tái máy tay chân và quăng lung tung nhét bậy bạ ha cả nhà ha. Thôi có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Thì cái tin này, thông tin này á, là muốn chia sẻ với cả nhà, đóng án phí có thể là 10% giá trị bất động sản đang tranh chấp thì có lẽ là khoảng đâu đó là 5 tỷ đồng ha, 5 tỷ đồng thì ngôi nhà này định giá khoảng 50 đến 60 tỷ ha cả nhà, 50 đến 60 tỷ, trên dưới 50 60 tỷ thì đóng 10% thì khoảng 5 tỷ 6 tỷ gì đó. Thì chắc có lẽ là bên kia không biết có đủ khả năng hay không, thì em muốn chia sẻ cập nhật thông tin cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ nha.